Thì hồi nãy mình đã đi vào đây trước rồi á, là mình không biết rằng cái khu đất trống này có cái sự việc linh thiêng nào, nhưng mà hầu như là cứ một đoạn là sẽ có một cái nơi thờ. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh NBT88 ha. Thì cả nhà ơi, mình có đi hỏi thăm người dân xung quanh đây á, thì được người dân chỉ cho mình đến một cái khu đất rất là tâm linh ha. Thì cái khu đất này á, thì hồi nãy mình có vào trước rồi, thì mình có thấy rằng là bên trong này có rất là nhiều cái lư hương có, rồi những cái hình thờ có, và đặc biệt là ở dưới cuối cái con đường này là có hai cái mã. Thì mình đi vô rồi, mình đã đốt nhang rồi, và bây giờ mình sẽ chuyển cam để mình quay cái khung cảnh bên trong ha. Các vị luôn ha, ở dưới đây nãy mình có đốt nhang rồi á, thì ở trên gốc cây này, đây là một cái gốc cây lớn, và bên trên cũng có thờ, như là thờ hình này là hình của hình của Quan Công, Quan Từ Vũ. Mà một cái khu đất thì mình thấy là cái khu đất này nằm cặp mặt tiền đường trống luôn đó, mà không hiểu là cái lý do tại sao mà người dân nơi đây rất là sợ hãi khu đất này, cho nên là lập rất là nhiều cái nơi mà thờ 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 cúng ha. Như cái nhà mình thấy đây là Quan Công, Quan Vũ nè, thì phía dưới này là cũng có một cái mớ hình thờ nữa, nhưng mà bây giờ đã sức hết rồi, mình không biết là hình gì nữa. Thì người dân nói là mình hỏi thăm thì người ta chỉ cho mình tới để mà ghi hình thôi, chứ còn người ta là không có tới đây, tại người ta nói là cái khu đất này chủ còn không ở được nữa thì mình sao mình ở được, cho nên là mình cũng không hiểu cái lý do tại sao mà cái khu đất này lại có cái hiện tượng gì hay không nữa. Thì hầu như cả nhà, đây nè, đây con cái nè, cứ một cái cây mai trắng ha, cứ một cái cây mai trắng thì ở dưới lại có thêm một cái nơi để mà đốt nhang, là cái đoạn đường từ đây đi xuống phía dưới thì cũng tầm 40 mét thôi, nhưng mà trong vòng 40 mét này là hình như là rất là nhiều cái nơi để mà thờ. Thì mình hỏi thăm á, thì người dân vòng vòng đây người ta nói thì mấy ông thích thì mấy ông lại đó, mấy ông quay, mấy ông làm thì ông làm đi, chứ còn tôi thì tôi không dám nói, hay là tôi chỉ cho mấy ông biết đường đi thôi. Còn mà tới đây quay và trải nghiệm thì bây giờ mình đã tới đây mình trải nghiệm rồi, bên trong kia có cái gì nữa. Nói chung là giờ này mình tới đây thì cũng còn sớm lắm cả nhà ơi. Thì người dân nói là cái khu đất này tâm linh lắm, hầu như là không không có ai mà dám lui tới đây hết á. Thì mình tới đây thì nãy giờ mình vô đây là mình không có thấy cái hiện tượng gì lạ hết á. Bên đây trồng rất là nhiều cây cao kiểng nha, cao kiểng mà lớn không chứ không phải cao kiểng nhỏ nữa. Ở bên kia mình là một bụi cao kiểng chà bá nữa kìa. Tiếng nước chảy đâu ta? Mình mới nghe tiếng nước chảy. Đây là có một cái bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế này là để đây, là đây không có nhà mà lại có bộ bàn ghế này, mình không biết bộ bàn ghế này là người dân đem lại hay là sao nữa, hay là chủ. Hay là chủ đất hồi xưa người ta để đây, hay là người dân xung quanh người ta làm lại, mình cũng không biết nữa. Và đây cũng có một cái nữa cả nhà, này là hình gì đó.
mới có cái bàn nữa nè. Cái bàn phía trước hai mã nữa cả nhà. Thì hồi nãy mình tới đây là mình có đốt khấn bái trước cái hai ngôi mộ này là ba nén hương để mà xin phép được vào bên trong này ghi hình đó. Hình như là cái đất xanh này là mới mới đổ lên nè. Kiểu như chủ nhà này, chủ đất này á, ta đổ thêm cái đường đi quanh ngôi mã để cho ấm cúng. Đi tới đây giờ này cũng còn sớm quá. Cái nước này hình như là cái nước này. Cái này là mấy cái hình như là mấy cái chỗ cấm nhang á, mà cái chục lăng lóc vậy. Cả nhà thấy không? Từ cái đoạn đường mà từ đây ra tới đường lộ có một đoạn thôi, đoạn ngắn thôi nhưng mà một đoạn ngắn này là rất là nhiều cái, nói chung là những cái nhiều cái nơi mà để thắp nhang đó. Đó, người dân đi ngang khu này là hầu như là chạy thật là nhanh qua không, chứ không có mà kiểu đi chạy từ từ ha. Tại vì người dân nói rằng là cái khu đất này tâm linh, chưa có phát hiện cái hiện tượng lạ gì ở đây hết. Thì cái không khí mà đi vô một cái nơi mà cây cối um tùm thì tất nhiên là cái không khí là phải có ngột ngạt rồi. Chứ không thể nào mà cái không khí mà gọi trong lành như ngoài được. Thì mọi người có thấy không, xe chạy ngang nơi này, nếu mà người dân địa phương là hầu như họ chạy nhanh không à, chứ họ không dám chạy từ từ đâu. Chỉ có người nơi khác lại không biết thì còn rà rà thôi, chứ mà còn người dân ở đây là người ta tới là ta chạy qua thật là nhanh. Nhưng mà giờ này hay là làm cái gì ở đây thì cũng người ta cũng không thèm để ý nữa, tại vì khu đất này là hạn chế lưu tới lắm. Ở trước này có cái cây dừa, cây dừa hay là cây xanh không biết nữa, mà lớn lắm đó cả nhà. Mời cả nhà nhìn lại cái khung cảnh mà cái đường đi vô một lần nữa ha. Mình xin được kết thúc cái video này ở đây. Mình kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn xem trên kênh ha thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.